Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, kinh tế quý 3 gần như đóng băng. Nhưng kết thúc năm, thành phố Đà Nẵng có mức tăng trưởng dương với mức tăng là 0,18%. Một trong những điểm sáng nhất trong nền kinh tế Đà Nẵng là hoạt động xuất nhập khẩu, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Đà Nẵng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố đạt gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với năm 2020, vừa gần 2 lần so với kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,9%, vượt hơn 2,5 lần so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5%, xuất siêu 487 triệu đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Để đạt được các kết quả như vậy thì có 3 nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là do cái nhu cầu về cái thị trường hàng hóa ở nước ngoài hiện nay thì rất là cao. Trong đó các cái doanh nghiệp xuất khẩu các cái mặt hàng du lịch của thành phố hiện nay có đơn hàng rất là nhiều. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do các cái doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thì người ta có những kế hoạch về sản xuất rất là thích ứng với lại cái trong cái điều kiện phòng chống dịch. Và cái thứ ba đó là do nhờ có cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ chính phủ đến các bộ ngành trung ương rồi đến thành phố trong việc hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu của thành phố đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, nhạy bén với thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, giữ vững thị trường truyền thống và không ngừng tìm kiếm các thị trường mới. Đó là một cái nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong thích ứng với dịch bệnh. Thì với những nỗ lực, những khó khăn mà doanh nghiệp đã vượt qua thì đã là một cái bài học nó rất là quan trọng. Và doanh nghiệp cũng đã qua cái khó khăn như vậy thì cũng đã có nhiều cái nỗ lực để củng cố thêm cái năng lực và tiềm lực của mình. Thì 2022 chắc chắn thì với những cái đà của 2021 thì doanh nghiệp cái xuất nhập khẩu của Đà Nẵng của doanh nghiệp Đà Nẵng nó sẽ, tôi hy vọng là sẽ có nhiều cái tiến triển tốt đẹp hơn. Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Để đạt được những mục tiêu này, Đà Nẵng đã đưa ra các nhóm giải pháp cho từng lĩnh vực cùng với quyết tâm cao. Với lĩnh vực xuất nhập khẩu, kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2021 sẽ tiếp tục là điểm sáng để tạo động lực cho khôi phục kinh tế Đà Nẵng trong năm 2022. Theo bản thân tôi nghĩ thì với cái kết quả đạt được của năm 2021 như vậy thì có thể nói là đó là cái sự nỗ lực rất là lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nó sẽ chắc chắn sẽ tạo đà cho cái hoạt động xuất khẩu của năm 2022. Tuy nhiên năm 2022 thì rõ ràng là cái tình hình dịch bệnh hiện nay thì nó cũng diễn biến là rất là phức tạp, đặc biệt là đối với các cái thị trường của châu Âu rồi thị trường Mỹ, đó là những thị trường chính của thành phố Đà Nẵng. Chính vì vậy mà nó ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng trong năm 2022. Chính vì vậy mà thành phố dự kiến là cái tốc độ tăng trưởng của năm 2022 là sẽ tăng từ 9 đến 10% so với năm 2021. Nhận định về triển vọng xuất nhập khẩu năm 2022, các tổ chức trong nước và quốc tế cho rằng rất lạc quan do thương mại toàn cầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi, đồng thời Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2022 sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang các nước đối tác. Tuy dịch COVID-19 với biến thể mới đang diễn biến phức tạp và khó lường, song xuất khẩu của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ cao và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế.